ba câu chuyện cuộc đời có thật, nghe xong thấy bứt rứt mãi không thôi. Cuộc sống có vô vàn những câu chuyện đời khác nhau, trong mỗi câu chuyện chất chứa không ít nỗi niềm của người trong cuộc. Họ có thể đang bế tắc và hối hận đến cùng cực, không biết giải bài cùng với ai. Ngày hôm nay, hãy cùng Vân Anh nghe ngay ba câu chuyện cuộc đời ngắn, cũng là ba sự việc có thật ngoài đời, để xem chúng ta có cảm nhận như thế nào quý vị nhé. Câu chuyện thứ nhất, đời là bể khổ. Câu chuyện của tôi tràn nước mắt, tôi kể ra đây như một sự tuyệt cùng của lối thoát. Tôi không biết phải làm gì hơn nữa trong cơn tuyệt vọng này. Mọi chuyện bắt đầu từ những mảnh khuyết không tròn đầy trong cuộc hôn nhân của tôi. Một cuộc hôn nhân mà mọi người bên ngoài và ngay cả người trong cuộc là vợ chồng chúng tôi cũng không bao giờ có một mảy may suy nghĩ nhỏ rằng chúng tôi không hạnh phúc. Không thể có gì hơn nữa cho sự hoàn hảo của cuộc hôn nhân của chúng tôi. Chồng tôi là kỹ sư vật lý. Anh tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội với kết quả học xuất sắc. Anh được làm việc trong một cơ quan nghiên cứu vật lý ứng dụng. Còn tôi tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ nên tôi vào làm việc cho một công ty nước ngoài. Tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ những năm tháng trên giảng đường đại học. Yêu nhau say đắm, cùng nhau học tốt và cả hai đều tự vươn lên để có một công việc đàng hoàng, một chỗ đứng ổn định rồi mới đi đến kết hôn. Nói chung, tổ ấm của chúng tôi khiến cho nhiều bạn trẻ phải mơ ước và ngưỡng mộ. Cả hai vợ chồng đều có vị trí trong xã hội, công việc đàng hoàng, thu nhập ổn định. Và quan trọng là chúng tôi rất yêu thương nhau và vô cùng hạnh phúc. Cưới nhau được 3 năm, chúng tôi vẫn chưa một lần có dấu hiệu có thai hay sinh nở. Nhà chồng tôi chỉ có anh là người con trai duy nhất. Vì thế, việc bố mẹ chồng mong vợ chồng tôi có con, khát khao được bế cháu là điều thường trực trong suy nghĩ và mọi lời nói hành động của bố mẹ. Bản thân vợ chồng tôi cũng khát khao có con vô cùng. Nhất là chồng tôi, anh sốt ruột có con không kém gì sự sốt ruột có cháu của bố mẹ anh ấy. Vì mong mỏi quá, khát khao quá, nên tháng nào vợ chồng tôi cũng kỳ cạch tính toán, ấp trứng, nuôi giống, rồi hồi hộp chờ đợi những dấu hiệu thai nghén từ tôi. Nhưng lần nào, cả hai vợ chồng tôi cũng rơi vào trạng thái thất vọng tột cùng. Vì tôi cứ điều đặn đến tháng là có kinh, mà không có biểu hiện chữa đẻ. Năm thứ nhất, vợ chồng tôi tất nhiên vẫn mong có con ngay. Nhưng tuổi trẻ, mới cưới nhau còn mãi vui, ham chơi, nên không quá quan tâm để ý. Sang năm thứ hai, bố mẹ chồng lần nào gặp cũng giục giã, cũng nói xa nói gần, động viên hai vợ chồng tôi sớm đẻ cháu cho ông bà vui, khiến cho vợ chồng tôi tập trung nhiều vào kế hoạch sinh con. Sang năm thứ ba, thất vọng triền miên khiến cho vợ chồng tôi có một áp lực đè nặng khủng khiếp. Áp lực từ bản thân mình, từ chồng mình, từ gia đình nhà chồng và gia đình bố mẹ tôi, nên tôi gần như rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Bản thân chồng tôi cũng bị cảm giác buồn chán, thất vọng, đè nặng, nên anh thường hay đi uống rượu, về nhà muộn và có khi thờ ơ với vợ, mặc dù quan hệ vợ chồng của chúng tôi rất mặn nồng say đắm. Trong cuộc sống, chúng tôi chưa bao giờ nặng lời với nhau dù chỉ một lần. Tôi biết anh bị áp lực đè nặng, càng nặng nề hơn khi mẹ anh cứ bóng gió xa xôi rằng gia đình không thể hoàn thiện khi không sinh con. Lấy vợ mà không chữa đẻ được là một trong những tội bất hiếu với cha mẹ. Bố mẹ chỉ sinh được có mình anh là con trai độc nhất. Bây giờ tôi không sinh được cho anh đứa con nào thì đúng là đại họa với gia đình anh, với cả bố mẹ tôi và với bản thân hạnh phúc của tôi nữa. Tôi đau buồn vô cùng. Không thể chờ đợi hơn được nữa, tôi bàn với anh vào viện khám xem nguyên nhân từ đâu và hy vọng bệnh viện sẽ có những giải pháp cứu giúp cho tình trạng của chúng tôi. Sau bao xét nghiệm, thăm khám, cuối cùng bác sĩ đã gọi riêng tôi vào đưa kết quả khám cho tôi.
Số phận đã giáng đòn trí mạng đầu tiên vào cuộc đời tôi. Khi kết quả khám vô sinh của tôi ghi rằng tôi bị nang trứng dị biệt, không có noãn, nghĩa là tôi không có khả năng sinh con do trứng của tôi không có noãn, không chuẩn mực để có thể thụ tinh với tinh trùng và cho ra đời những đứa con bình thường như bao phụ nữ khác. Cách đây 25 năm, việc thụ tinh ống nghiệm mới chỉ thực hiện thành công ở thế giới, còn ở Việt Nam mình vẫn đang là những mài mò thử nghiệm, và có thể đã có chút ít những thử nghiệm thành công, song nó chưa được công bố rộng rãi và trở thành một lối thoát kỳ diệu cho những người hiếm muộn. Vì vậy, những trường hợp vô sinh như tôi hiếm có cách nào để cứu chữa được. Tôi rơi vào trạng thái đau khổ, hụt hẫng, y như bị một tai nạn trời giáng. Tôi chưa vội báo tin cho chồng, mà chỉ về báo tin cho mẹ tôi. Mẹ tôi quá thương tôi, dặn tôi đừng nói gì vội với chồng hay nhà chồng, mà để đưa tôi đi khám ở một bệnh viện khác xem kết quả lần khám vừa rồi có sai số chăng. Nhưng chưa kịp đi khám thì tôi đã ngã bệnh và ốm nặng. Tôi ốm chủ yếu là do khủng hoảng, suy nhược thần kinh do suy nghĩ nhiều về tai nạn xảy ra trong cuộc đời tôi. Những ngày nằm viện, chồng tôi có chăm sóc, nhưng vì tâm trạng anh cũng đang rất chán nên anh chỉ qua viện ngày một lần thăm tôi thôi. Còn lại cơm nước do bố mẹ đẻ tôi mang và chăm bẵm cho tôi. Anh hầu như không ngủ lại cùng tôi ở bệnh viện. Những ngày đó tôi đã khóc rất nhiều. Thế rồi định mệnh đã rung rủi tôi, xô đẩy tôi vào vòng xoáy thứ hai của số phận. Tôi nằm viện 2 tháng, tôi được một bác sĩ trẻ vừa mới ra trường được vài năm điều trị cho tôi. Tôi không hiểu sao mình lại có thể dễ dàng ngã vào vòng tay ân ái của bác sĩ trẻ ấy, cho dù chỉ là thoáng chốc. Có thể là bác sĩ, nghề nghiệp đã ban cho, hoặc rèn tạo cho họ sự nhạy cảm tinh tế của một người nắm rõ và đọc được tâm tư ý nghĩ của người khác chăng? Tôi không biết nữa, chỉ biết rằng Tuấn đã dành cho tôi một sự quan tâm đặc biệt hơn mức bình thường. Hầu như ngày nào Tuấn cũng qua thăm khám cho tôi đều đặn 3 lần, sáng, trưa, chiều, tối. Những đêm ở lại trực, Tuấn thường gọi tôi qua phòng trực bác sĩ của Tuấn để nói chuyện, thăm hỏi và thường xuyên dẫn tôi ra ngoài đi dạo. Trước những cử chỉ ân cần, chăm sóc tinh tế và dịu dàng của người bác sĩ trẻ ấy, sau 1 tháng điều trị, sau những cuộc trò chuyện dài của những lối đi trực đêm của Tuấn với tôi hay những lần đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, tôi đã kể cho Tuấn nghe nỗi bất hạnh giấu kín trong lòng mình. Tôi đã gục đầu khóc trên bờ vai của Tuấn lúc nào mà tôi không hề hay. Tôi đã để mặc cho nước mắt nhấn chìm mình trong một khoảnh khắc nào đó. Có thể cảm xúc của con tim, những xúc động run rẩy trong khoảnh khắc ấy đã kéo tôi và Tuấn lại gần nhau. Những con sóng của cảm xúc đã ào lên, xóa nhòa ranh giới giữa chúng tôi. Tôi không thể ngờ được, Tuấn trẻ hơn tôi 1 tuổi, vừa mới ra trường, chưa lập gia đình, chưa có người yêu, mà cậu ấy lại hiểu biết tâm lý phụ nữ và dịu dàng với tôi đến vậy. Tôi đã có một cơn say nắng đột ngột với Tuấn trong hoàn cảnh éo le như vậy. Thật trớ trêu, chính sau khoảnh khắc ngã vào cơn say nắng đột ngột và dữ dội ấy, tôi đã thoát ra cơn bệnh nhanh hơn và phục hồi nhanh hơn. Tôi ăn uống được trở lại, da thịt hồng hào lại, tóc mọc nhiều và dày hơn. Tuấn hẹn tôi sẽ giúp tôi giới thiệu đến một trung tâm sản khoa lớn để cho tôi khám lại, với hy vọng là kết quả khám trước chưa chính xác. Trong những lần nói chuyện, Tuấn đã nói với tôi, bệnh của Mai có thể chữa được, nếu sau này Mai không hạnh phúc, hãy gọi cho Tuấn, đến với Tuấn mà đừng e ngại gì hết. Tuấn sẵn sàng giúp Mai, lo cho Mai và sẽ chia cuộc đời với Mai. Bằng trực giác nhạy cảm của một người đàn bà từng trải, tôi đã tin những lời Tuấn nói xuất phát từ tận đáy lòng, từ tình cảm chân thật. Nhưng tôi không thể, tôi còn yêu chồng mình nhiều lắm. Tình cảm với Tuấn chỉ là phút bồng bột sốc nổi trong lúc tâm lý của tôi bị xáo trộn mạnh.
Suy đi nghĩ lại, tôi không thể tiếp tục với Tuấn hay đi xa hơn những gì mà tôi đã lỡ khơi dậy. Tôi nói với Tuấn hết những suy nghĩ thật tâm trong lòng tôi. Chúng tôi chia tay nhau trong những giọt nước mắt đắng đót của tôi và nỗi buồn lặng giấu vào trong sâu thẳm ánh mắt của Tuấn. Tôi không thể, dù biết rằng nếu dấn sâu thêm tí nữa, tôi sợ sẽ có cơn bùng nổ và tôi sẽ bị thiêu rụi trước chính những tình cảm của tôi. Tôi ra viện trở về với gia đình, với chồng tôi và trong lòng thề nguyện sẽ dứt bỏ những tình cảm vừa khơi dậy đột ngột trong một vài lần say nắng để toàn tâm toàn ý với chồng. Trong thâm tâm, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với chồng mình và sám hối rất nhiều trước lương tâm mình. Tôi vẫn còn rất yêu chồng. Tình cảm của tôi với chồng mới là thứ tình yêu chân chính sâu đậm. Tôi không muốn gia đình mình tan vỡ. Tôi sợ mọi sự đổ vỡ có thể xảy ra khi tôi biết chính xác mình không thể có con. Chính vì vậy, trong những nỗ lực tuyệt cùng, tôi lao vào cứu vãn tình thế bằng cách tiếp tục đi khám ở một trung tâm mà Tuấn giới thiệu. Có thể số phận đã cố tình bám đuổi tôi khi nhấn chìm tôi vào vòng xoáy thứ ba. Kết quả khám lần này là ngược lại với kết quả khám lần trước, thậm chí đã quá đột ngột như một cú sốc đưa tôi từ vực thẳm của tuyệt vọng lên thiên đàng của hy vọng. Khi kết quả khám lần này cho biết khả năng tôi đã thụ thai được vài ba tuần. Không thể nói hết nỗi sung sướng vui mừng của tôi khi báo tin cho chồng mình. Tôi đã khóc như mưa như gió. Đến lúc này tôi mới kể hết cho chồng nghe về kết quả khám lần trước và tôi đã tuyệt vọng như thế nào. Cả hai vợ chồng tôi ôm nhau khóc. Chồng tôi nói, sao bệnh viện có thể tắc trách như thế khi cho ra những kết quả sai số như vậy được? Nhưng biết làm sao khi các xét nghiệm y khoa vẫn có thể cho phép những sai số như vậy? Nhưng dù thế nào thì niềm vui mới của vợ chồng tôi đã lấn át đi tất cả những thắc mắc phiền lụy khác. Vợ chồng tôi hồi hộp chờ đợi thêm một thời gian nữa để đi khám lại và kiểm tra cho thật chắc chắn việc có thai rồi mới báo tin cho gia đình hai bên biết. Khi tôi bắt đầu có những dấu hiệu ốm nghén, chậm kinh đã hơn một tháng và đi khám lại chắc chắn đã có thai, vợ chồng tôi mới báo gia đình hai bên. Khỏi phải nói hết niềm vui sướng tột cùng của bố mẹ chồng tôi. Mẹ chồng tôi xin nghỉ việc một tháng lên nhà vợ chồng tôi để chăm sóc cho con dâu trong những tháng đầu tiên của thai nghén. Hồi đó, siêu âm chưa thịnh hành như bây giờ. Để siêu âm phải qua bệnh viện của người nước ngoài nộp tiền nhiều thì mới siêu âm được. Mẹ chồng tôi không quản ngại khó khăn vất vả và tốn kém đã đưa tôi vào bệnh viện của người nước ngoài trong thành phố để khám và siêu âm xem thai nhi phát triển có mạnh khỏe không. Thật bất ngờ khi kết quả siêu âm cho thấy trong tử cung tôi có hai túi ối song song phát triển. Tôi mang song thai. Hạnh phúc bất ngờ quá sức tưởng tượng đối với vợ chồng tôi, gia đình tôi và bố mẹ chồng tôi. Mẹ chồng tôi nhất quyết bắt buộc tôi phải xin nghỉ việc hẳn để ở nhà dưỡng thai vì tôi mang song thai. Và khi sinh nở xong, mẹ tròn con vuông, tôi mới được đi làm trở lại. Tôi đã sống những tháng ngày trong tuyệt cùng hạnh phúc. Tôi sinh được hai bé trai giống nhau như hai giọt nước. Hạnh phúc chồng hạnh phúc, tôi đã cảm thấy chạm tay vào thiên đàng khi bế trên tay hai đứa con trai như hai thiên thần. Hạnh phúc cũng đã đến và đậu xuống cuộc đời của tôi, gia đình bé nhỏ của tôi trong một khoảng thời gian khá dài. Tôi, người đàn bà, người vợ đã từng rơi vào cảm giác hạnh phúc sẽ từ bỏ mình ra đi, đau khổ sẽ gõ cửa cuộc hôn nhân của tôi, nên giờ đây, có trong tay niềm hạnh phúc lớn lao này, tôi nâng niu trân trọng và gìn giữ. Từ ngày có hai con, gia đình tôi vang tiếng cười trẻ thơ, vợ chồng càng yêu thương nhau thắm thiết hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng điều lạ lùng là mỗi khi nhớ lại phút xa ngã ấy, tôi đều có cảm giác bất an và ớn lạnh sống lưng, nổi da gà. Tôi luôn cầu mong trời Phật cho vợ chồng tôi luôn hạnh phúc, êm ấm bên nhau, yêu thương nhau hơn nữa.
chồng tôi yêu thương tôi nhiều hơn, chăm bẵm các con như hai vật báu. Ngoài thời gian công việc hay những chuyến công tác, còn lại thời gian rảnh, chồng tôi dành hết cho các con. Anh thuộc tuyết người cha đội con lên đầu. Anh dành phần việc đưa đón con đi học, lo dạy con, tìm những trường học tốt nhất cho con. Ai cũng thừa nhận tôi là người vợ, người mẹ hạnh phúc nhất vì có được một gia đình viên mãn như vậy. Nhưng tôi vẫn sợ hãi, vẫn cảm thấy bất an, vẫn ớn lạnh sống lưng mỗi khi yên lặng một mình hay nghĩ ngợi lung tung. Tôi cũng không thể lý giải nổi vì sao đang yên, đang lành, đang hạnh phúc mà tôi lại có những khoảng trống rỗng đáng sợ như vậy. Khi hai con của chúng tôi vào lớp 1, gia đình chúng tôi cũng khá giả hơn nhiều. Chồng tôi được đề bạt phó giám đốc viện. Bản thân tôi thì không chọn con đường công danh sự nghiệp mà chỉ đi làm ở một công ty nước ngoài lương khá cao. Còn lại dành tất cả tâm huyết và thời gian đầu tư nuôi dạy con. Cuộc sống ổn định, các con đều đã lớn. Bố mẹ chồng tôi nói gần nói xa, mong muốn hai vợ chồng tôi sinh thêm cho bà một đứa cháu nội nữa. Vì ông bà chỉ có mình chồng tôi là con trai duy nhất, nên việc ông bà khát khao có thêm con cháu là chuyện có thể hiểu được. Chồng tôi cũng khát khao có thêm con, tôi cũng rất muốn có thêm một đứa con nữa. Thật kỳ lạ, tôi thả trôi tới 1 năm, 2 năm vẫn không thấy đậu thai thêm một lần nào nữa. Vợ chồng tôi là quyết định đi khám bác sĩ xem sự thể ra sao, vì tình trạng vô sinh thứ phát ở những sản phụ sau khi sinh một con là việc rất có thể xảy ra. Lần này chồng tôi không đến bệnh viện, mà tôi chỉ đưa tinh trùng của chồng đi xét nghiệm cùng với việc khám tổng thể của tôi. Sau khi khám, chụp hai vòi trứng và tử cung, làm các xét nghiệm khác, bệnh viện kết luận tôi vẫn có thể sinh con bình thường, và việc sinh nở hoàn toàn có thể xảy ra nếu trứng của tôi gặp được tinh trùng. Nhưng oái oăm và kỳ lạ thay, kết quả xét nghiệm của chồng tôi lại là vô sinh bẩm sinh do tinh dịch không có tinh trùng. Tôi choáng váng với kết quả xét nghiệm của chồng tôi y hệt như lần cách đây 7 năm về trước. Tôi choáng váng say sẩm hết mặt mày khi kết quả khám của tôi là vô sinh. Đã từng một lần bị đọc nhầm kết quả từ sự trắc trách của bệnh viện, tôi quyết định sang một cơ sở điều trị hiếm muộn nổi tiếng của bệnh viện Việt Pháp để khám lại và xét nghiệm tổng thể lại tất cả về phía tôi và kiểm tra tinh dịch của chồng thêm lần nữa trên cơ sở trang thiết bị y khoa y tế hiện đại của nước ngoài. Nhưng mọi hy vọng của tôi cho kết quả khám lần trước ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương có thể sai số là không có cơ sở. Kết quả khám ở Bệnh viện Việt Pháp trùng khớp với kết quả tôi khám ở Phụ sản Trung ương. Tôi có khả năng sinh con bình thường. Tôi về nói sơ qua với chồng là mọi việc phải chờ đợi thêm. Em và anh đều bình thường, con cái là do số trời. Tuy nhiên, anh nên đến bệnh viện kiểm tra tổng thể và xét nghiệm máu. Cứ đợi kết quả, em lấy cho. Chỉ cần anh đến bệnh viện cho người ta làm xét nghiệm là được. Chồng tôi vì mong muốn có thêm đứa con nữa nên cũng không ngại đến bệnh viện xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy chồng tôi không có khả năng sinh con. Anh bị vô sinh bẩm sinh do thiếu hụt tính năng gì đấy sản xuất ra tinh trùng trong tinh hoàn. Như vậy, điều tôi lo sợ mơ hồ trong tiềm thức đã rõ. Hai đứa con tôi sinh ra có thể không phải là con của chồng tôi, mà rất có thể từ phút say nắng ngã lòng với cậu bác sĩ trẻ năm xưa trong một lần đi trực đêm ấy. Từ đó trở đi, tôi sống trong ác mộng thường xuyên dày vò. Tôi không muốn nghĩ đến bất kỳ một điều gì nữa. Tôi gầy rộc đi, bệnh cũ tái phát. Tôi lại bị ốm nặng. Chồng tôi thấy vợ ốm yếu, bệnh cũ tái phát thì lại nghĩ do sức khỏe tôi kém, cộng với áp lực sinh con, nên chồng tôi kiên quyết nói với bố mẹ là không được đổ áp lực lên đầu tôi. Hãy để cho mọi chuyện tự nhiên. Nếu vợ chồng con có thai thì sẽ sinh thêm con. Nếu không có thì thôi, để tập trung thời gian và sức lực nuôi dạy chăm sóc hai đứa con hiện tại cho thật tốt. Chồng tôi nói với tôi, em không cần sinh con nữa,
Anh muốn em khỏe mạnh và chăm sóc nuôi dạy hai đứa con cho anh là được rồi. Em đừng nghĩ ngợi nhiều, lo sức khỏe cho bản thân mình, không thì khổ anh, khổ con, khổ cả nhà. Trước sự động viên quan tâm săn sóc của chồng, tôi dần dần khỏi ốm, vực lại tinh thần, song không thể bình thường được như trước. Tôi ngày càng sống khép kín, âu lo, hay thảng thốt giật mình, hay sợ hãi và thường xuyên gặp ác mộng. Thật may mắn, đổ lỗi cho thời gian tuổi tác, tôi không thể có thai thêm lần nữa, và chồng tôi hoàn toàn hài lòng với hai đứa con và cuộc sống hiện tại. Hai đứa con tôi học rất giỏi và tốt nghiệp trung học phổ thông, chúng đều giành được những suất học bổng để đi du học nước ngoài. Chồng tôi giờ đã được mời sang làm giám đốc một trung tâm vật lý ứng dụng liên doanh nước ngoài. Gia đình tôi vẫn trong ấm ngoài êm hạnh phúc. Tôi chỉ cầu mong trời Phật thương xót vợ chồng tôi mà ban cho chúng tôi hạnh phúc. Đừng có điều gì oan nghiệt hay nghiệp chướng xảy ra. Đừng để cho chồng tôi biết được sự thật là anh bị vô sinh. Rồi không biết bao hệ lụy xảy ra khi anh đi xét nghiệm ADN các con để tìm sự thật. Tôi vẫn hằng ngày niệm Phật cầu an, cầu tai qua nạn khỏi với hy vọng biết đâu trong một khoảnh khắc diệu kỳ nào đó, tinh dịch của anh vẫn chứa tinh trùng đủ để tạo nên hai đứa con của chúng tôi. Tôi luôn cầu mong tâm niệm là vậy, nên tôi không thể có ý nghĩ hay chấp nhận ý nghĩ biết đâu hai đứa con tôi không phải là ruột thịt của chồng tôi. Nhưng cuộc đời như một vòng kim cô nghiệt ngã. Sang đến cuối năm thứ ba du học, con trai tôi thông báo với tôi đã có người yêu. Hai đứa quen nhau ở Pháp và rất tâm đầu ý hợp. Hẹn Tết sẽ đưa người yêu về thăm bố mẹ và xin phép bố mẹ hai bên cho các cháu được tìm hiểu nhau để đi đến kết hôn sau này. Ngày về nước nghỉ đông, con trai tôi đưa người yêu đến giới thiệu với tôi. Cô bé nhỏ hơn con trai tôi 2 tuổi và đang du học năm thứ 2 ngành y khoa tại Pháp. Nhìn con trai tôi và người yêu nó giống nhau kỳ lạ về ngoại hình, tôi đã giật mình thon thót, lắc đầu để cố xua tan ý nghĩ khủng khiếp nhất. Tôi vội hỏi cháu là con ai, nhà ở đâu. Khi nghe cháu nhắc tên bố là Tuấn, bác sĩ khoa thần kinh tại bệnh viện X, nhà ở phố nọ phố kia, thì tôi tối sầm, say sẩm cả mặt mày. Tôi bị xỉu ngay trước mặt các con, khiến cho chúng nó rất hoảng sợ, phải dìu tôi vào phòng nằm nghỉ. Tết năm đó tôi lại ốm, nhìn hai đứa trẻ quấn quýt bên nhau, yêu nhau thắm thiết. Con gái tôi cũng rất mến người yêu, anh trai nó, nên cả ba sống với nhau rất chan hòa yêu thương, là ruột gan tôi lại nóng như lửa đốt. Tôi sợ hãi khi nghĩ đến những điều xấu có thể xảy ra, tôi lo sợ vô cùng. Tôi đã cầu trời cho tình yêu đầu của chúng nó có thể đến rồi đi, và con trai tôi có thể gặp một cô gái khác mà không phải là con gái của người bác sĩ trẻ năm xưa. Cái Tết rồi cũng qua đi, các con tôi trở về Pháp du học. Con trai tôi vẫn thường xuyên liên lạc với mẹ, tâm sự chuyện tình yêu và dự định sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn và ở lại Pháp làm việc một thời gian trước khi về nước. Tôi đã không bao giờ mong muốn một ngày nào đó mình sẽ gặp lại ký ức của mình, đối diện với quá khứ mà mình đã từng rủ nguyền và muốn quên đi vĩnh viễn. Tôi đã phải khó nhọc, lê bước đến bệnh viện và tìm lại người bác sĩ năm xưa mà tôi đã từng ngã vào vòng tay trong một khoảnh khắc yếu lòng. Tuấn không hề nhận ra tôi, bởi kể từ sau lần đó đã hơn 20 năm qua, chúng tôi không một lần gặp lại nhau. Chiều muộn, ngồi tại phòng làm việc của Tuấn, nay đã là trưởng khoa của bệnh viện, tôi đã để cho nước mắt của mình chảy đầm đìa trên gương mặt và chậm rãi, khó nhọc, đưa Tuấn lần trở về ký ức và kể hết đầu đuôi câu chuyện của tôi cho Tuấn nghe. Cả tôi và Tuấn cùng lặng người đi, bàng hoàng trước mọi chuyện. Tuấn cũng biết con gái Tuấn đã có người yêu, vẫn dẫn cậu ấy về nhà chơi trong những lần nghỉ Tết, hè, nhưng lại không hề biết đấy là con trai tôi. Tuấn không hay biết tôi đã sinh đôi hai bé trai sau lần điều trị ở bệnh viện của Tuấn. Tôi buộc phải cay đắng kể cho Tuấn nghe tất cả,
về những lần khám, kết quả xét nghiệm sau đó của vợ chồng tôi cho thấy chồng tôi bị vô sinh, và rất có thể hai đứa con tôi mang nặng đẻ đau đó chính là giọt máu của Tuấn trong lần vụng trộm sa ngã đó. Một lần nữa, tôi lại suy sụp trước Tuấn, không giấu giếm, không chút sĩ diện. Tôi hoang mang và khủng hoảng trầm trọng trước những lo lắng căng thẳng. Tuấn động viên an ủi tôi thật bình tĩnh, và Tuấn hướng dẫn tôi lấy mẫu tóc, móng tay của hai đứa con tôi để Tuấn đưa đi xét nghiệm. Và các anh chị ơi, điều khủng khiếp hơn bao giờ hết mà tôi đã ngàn lần cầu xin đừng xảy ra, đã xảy ra. Hai đứa con song sinh của tôi chính là giọt máu của Tuấn trong lần chúng tôi đã ngã vào nhau vì một phút yếu lòng. Các anh chị có thể hiểu được bi kịch của tôi là như thế nào rồi đó. Tôi phải làm gì đây để giữ gia đình mình, để chồng tôi không phát hiện khi biết sự thật, để các con tôi không quá tổn thương, sốc nặng và sẽ căm ghét mẹ, nguyền rủa mẹ khi biết sự thật. Tôi phải làm gì trước mớ bồng bông này để thoát khỏi bể khổ cuộc đời? Chị Mai kính mến, đúng là khi đọc câu chuyện của chị, chúng tôi đã mang tâm trạng của chị. Một người mẹ, người vợ khổ đau, hết lòng vì chồng con, vì gia đình, đã nín thở để nguyện cầu sự thật nghiệt ngã không xảy ra, rằng hai đứa con yêu quý của chị chính là giọt máu của chồng chị. Trong bi kịch của chị, có một phần nào lỗi của bệnh viện đã đọc kết quả xét nghiệm nhầm, đã đẩy chị vào những khúc quanh của cuộc đời mà chị không lường hết được. Không ngờ, những éo le của đời chị lại là chiếc lưới đau khổ đã bủa vây chị, ràng buộc chị trong vòng kim cô của số phận. Chúng tôi thấy tình huống của chị bây giờ thật khó. Chị phải thật bình tĩnh, sáng suốt để tìm cách tháo gỡ khó khăn này. Theo thiện ý của chúng tôi, chị tuyệt đối nên giữ bí mật với chồng. Đừng để cho anh ấy rơi vào một cú sốc khủng khiếp như vậy. Mọi chuyện xấu nhất cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ tìm cách giải quyết nhẹ nhàng nhất, đỡ tổn thương và mất mát của những người trong cuộc. Cũng may, đứa con của chị đang vướng vào éo le đời mẹ là con trai. Cháu có thể dũng cảm lắng nghe chị và đủ bản lĩnh để chịu đựng bi kịch của mẹ liên quan đến cháu. Có lẽ chỉ duy nhất một người trong gia đình chị nên biết sự thật này. Đó chính là con trai chị. Và chúng tôi tin cũng chỉ có cháu mới có thể cứu vãn tình hình, cứu chị khỏi những hệ lụy tiếp theo và giữ cho gia đình của cháu không đổ vỡ tan nát. Trong trường hợp của chị, sự thật là tội ác, bí mật là thứ duy nhất có thể cứu rỗi chị và gia đình chị khỏi bất hạnh. Nhưng chúng tôi cũng có ý nghĩ thế này. Nếu chị không có phút giây yếu lòng sa ngã đó, biết đâu chưa chắc chị đã có được một gia đình như hôm nay, có các con và vẫn có được người chồng yêu thương gia đình như mơ ước. Nếu ngày đó chị không sinh được con, rất có thể chị và chồng chị đã tan vỡ. Và nếu sau này chồng chị có lập gia đình nữa, anh ấy không thể có con, thì cuộc đời của chồng chị còn bất hạnh hơn nhiều. Trong điều rủi có điều may, chị hãy bình tâm và sáng suốt để tìm hướng giải quyết tốt đẹp nhất chị nhé. Câu chuyện thứ hai, một phút hoang lạc và cái giá phải trả. Tôi và Quân có khoảng thời gian học cấp 3 cùng với nhau. Lên đại học, tình yêu chớm nở và đẹp lãng mạn khiến bao người ghen tị. Năm 22 tuổi, tốt nghiệp đại học, chúng tôi nhanh chóng có việc làm và kết hôn cũng rất nhanh. Cha mẹ hai bên thương yêu và ủng hộ. Chúng tôi sống trong một ngôi nhà rộng rãi giữa trung tâm thành phố, có xe ô tô đi làm. Hàng ngày, Quân đưa tôi đi làm, đón về, cùng nấu cơm, xem phim tối. Hạnh phúc tưởng chừng không còn gì hơn. Rồi tôi có thai, đứa con khiến tôi ngán, không ăn uống được gì. Tôi mệt mỏi, cáu gắt. Tiếp theo đó là những tháng bầu to, cân tăng nhanh khủng khiếp, khiến tôi rạn hết người. Con sinh ra hay quấy khóc, tôi mất ngủ triền miên. Nhà cửa lượm thượm không dọn kịp những bãi nôn trớ tệ ị của con. Kinh tế chúng tôi không thiếu,
vợ chồng tôi bàn bạc và quyết định là tôi sẽ nghỉ việc chăm con đến 2 tuổi. Không ngờ từ ngày ấy, cuộc sống gia đình vốn đã căng thẳng càng trở nên xám xịt. Chồng tôi bắt đầu về nhà muộn hơn. Anh né tránh bế con vì nó luôn khóc thét lên khi tôi truyền tai. Mất ngủ, cân nặng tăng không kiểm soát, đầu tóc xác xơ, tâm trạng ủ ê. Tôi tưởng như thế đã là quá sức chịu đựng. Nhưng khi đọc được tin nhắn của anh với người phụ nữ khác, mới là lúc tôi thấy mình thật sự điên. Trong 3 năm hôn nhân của chúng tôi, vui vẻ, yêu thương, giận hờn, chiến tranh lạnh có đủ dư vị. Chỉ thiếu một kẻ thứ ba để khiến cho chuỗi ngày mệt mỏi của chúng tôi chấm dứt. Và anh đã làm điều đấy. Tôi khóc như một đứa trẻ, chất vấn Quân. Em đã làm gì sai sao? Anh ra ngoài kiếm tiền, còn em vất vả chăm đứa con ốm yếu và quấy khóc ngằn ngặt suốt ngày. Tại sao em phải là người đối diện với bốn bức tường mỗi ngày, còn anh có thời gian vui vẻ bên người khác? Không đợi anh trả lời, tôi không chấp nhận bất cứ lời giải thích nào, bởi người ta không cần tôi thì tôi cũng không cần. Tối hôm ấy tôi ngủ riêng, sáng hôm sau tôi bế con đi từ sáng sớm khi anh đang trong phòng tắm, kèm theo laptop và một vali đồ nhét vội vàng. Không để bố mẹ lo lắng, tôi để lại lời nhắn. Một tuần để anh thấy điều gì là quan trọng với anh. Em sẽ đi du lịch, đừng báo bố mẹ. Nói oai là đi du lịch, thật ra tôi thuê một căn phòng khách sạn ngay ở thành phố này. Không hiểu sao, trong những ngày u ám ấy, con tôi rất ngoan. Tôi chất vấn chính mình nhiều lần, tìm lỗi sai. Tất nhiên, tôi không thấy có gì sai ở đây. Dù bất cứ lỗi lầm nào tôi cũng sẵn sàng bỏ qua, trừ sự phản bội. Tôi viết đơn ly hôn, gửi email cho anh. Những đoạn email trả lời của anh tôi vẫn giữ. Đó là sự chống cự yếu ớt của người chồng phản bội vợ con. Anh bảo cảm thấy mệt mỏi và áp lực khi ở bên tôi, chán nản khi bước chân về nhà và thấy tôi thay đổi quá nhiều. Ở bên người đàn bà từng trải ấy, anh vui vẻ và thoải mái. Anh hứa hẹn chia tay, xin lỗi và muốn tôi quay về. Nhưng tôi nhất quyết không đồng ý. Khi tôi tiêu hết những đồng tiền cuối cùng mang theo là gần một tháng sau, điện thoại tôi đã tắt nguồn. Anh gửi email chấp nhận ly hôn. Chúng tôi mất thêm mấy tháng mòn mỏi hòa giải ở tòa. Nhưng với bằng chứng thuyết phục là chồng ngoại tình, cuối cùng tôi cũng được ly hôn và nuôi con. Sau ngày hôm ấy, Quân ra đi, để lại cho mẹ con tôi căn nhà rộng rãi, trống rỗng, nơi đầy ắp kỷ niệm. Tôi cứ nghĩ tâm hồn sẽ chai sạn và khó mở lòng với ai khác. Nhưng 2 năm sau, tôi lại rơi vào vòng luẩn quẩn khác. Chồng cũ chỉ liên lạc với tôi duy nhất mỗi lần một tháng bằng tin nhắn thông báo chuyển tiền trách nhiệm nuôi con. Sau những đổ vỡ hôn nhân, tôi bắt đầu trở lại với gánh nặng cơm áo gạo tiền. Tôi nộp đơn xin việc khắp nơi. Nhưng thời gian ở nhà lâu, ngoại hình xuống sắc, tôi chật vật mãi vẫn không thể xin được một công việc như mong muốn. Hàng tháng, tin nhắn của Quân đều đặn thông báo đã chuyển 5 triệu tiền trợ cấp nuôi con. Vì thiếu tiền, tôi cũng không từ chối. Anh hỏi thăm sức khỏe của 2 mẹ con. Tôi chỉ trả lời duy nhất 3 chữ: chúng tôi ổn. Sau khi mẹ lên giúp tôi trông con, tôi dành thời gian đi tập gym, chạy bộ điên cuồng mỗi ngày, thay đổi chế độ ăn. Cuối cùng, tôi cũng giảm được hơn 10 kg, xin được việc hành chính nhân sự ở công ty xuất nhập khẩu gần nhà. Mỗi ngày, tôi cố gắng bằng 200% sức lực để ghi điểm với sếp. Tôi làm việc quên mình để mong muốn tăng thu nhập. Trong dịp tổng kết cuối năm của công ty, tôi được mời nhảy một điệu vals với Phan. Anh là giám đốc phụ trách chi nhánh tại Việt Nam. Anh ấy lịch sự, già dặn và điềm đạm. Tôi bỗng thấy cảm giác run rẩy khi chạm vào tay sếp. Thứ cảm giác rất lâu rồi tôi không thấy khi tiếp xúc với đàn ông. Người đàn ông ấy là ước mơ của tất cả các cô gái trẻ trong công ty. Anh ấy đã từng ly hôn một người vợ ngoại quốc, trở về Việt Nam để làm lại từ đầu. Anh sống độc thân và không quan tâm đến bất kỳ người phụ nữ nào trong công ty hơn 200 người.
Vậy mà anh ấy lại để mắt tới người đàn bà thường làm việc khuya, lúc nào cũng lặng lẽ, ngại tiếp xúc với người khác như tôi. Sau ngày hôm ấy, Phan chủ động tiếp cận tôi. Tôi e dè, nhưng sau một thời gian, tôi cũng cảm nhận được sự chân thành từ phía người đàn ông ấy. Tôi để anh tiếp xúc với con trai tôi. Thằng bé khá gần gũi và nghĩ anh là người bạn thân thiết của mẹ. Trong thời gian ấy, dường như trái tim tôi sống lại, khiến tôi thoải mái hơn trong mối quan hệ với chồng cũ. Khi Quân nhắn tin hay đề nghị đến thăm con, đưa con đi chơi, tôi đã giao tiếp nhiều hơn. Sinh nhật con, anh muốn đến nhà tổ chức để con đỡ có cảm giác bố mẹ chia tay. Ánh mắt rạng rỡ của con khi thấy bố mẹ vui vẻ bên nhau khiến tôi chạnh lòng. Giáng sinh năm ngoái, Phan cầu hôn tôi. Tôi mãn nguyện, nghĩ là đến lúc tôi tìm được bến đỗ bình yên mới và đồng ý tái hôn vào mùa xuân năm nay. Những tưởng mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ, hạnh phúc đã mỉm cười với tôi. Nhưng không. Qua ngày hôm sau, tôi được tin Quân chồng cũ của tôi bị tai nạn. Vì anh không có người thân ở bên, nên tôi phải vào bệnh viện chăm sóc anh. Tôi chăm Quân đúng một ngày thì hỏi anh: người phụ nữ của anh đâu? Anh gọi chị ta đến chăm đi, đem về. Em còn phải lo cho con. Anh nhìn tôi cười lặng lẽ, tiếng nói đứt khoảng và khó nhọc. Hóa ra anh đã chia tay chị ta ngay sau khi chúng tôi ly hôn. Hiện giờ anh sống một mình, cũng chưa hề thông báo với bố mẹ việc chúng tôi đã đường ai nấy đi. Anh van tôi, xin tôi giữ bí mật. Gánh nặng của người đàn ông trưởng họ ở quê khiến anh không thể thông báo việc bị vợ bỏ do bồ bịch. Lâu nay anh vẫn cho con nói chuyện với ông bà qua điện thoại. Những lần đi chơi, anh lén đưa con về quê và dặn giấu tôi. Với sự vắng mặt của tôi, anh thông báo là tôi đi đào tạo ở nước ngoài. Tôi bắt đầu oán thán thối thương hại của mình vì cảm xúc nhất thời mà không nghĩ đến Phan. Khi tôi gọi cho Phan, anh khá ngượng ngập và bảo tôi cứ chăm lo cho chồng cũ, dứt điểm mọi chuyện mới tính chuyện kết hôn cũng không muộn. Tôi khó xử vô cùng, nhưng tâm lao phải theo lao. Chẳng lẽ tôi bỏ anh ta ở đây không chăm nom? Tôi đi đi về về giữa công ty và bệnh viện gần một tháng. Quân bắt đầu hỏi thăm nhiều hơn về tình yêu mới của tôi. Tôi còn phải chăm sóc việc tắm rửa cho anh với lý do ngại cho y tá chăm sóc. Con trai tôi đến thăm bố khóc nức nở thương bố và hiểu chuyện, sẵn sàng nhường mẹ ở lại với bố. Quân cười mãn nguyện, còn tôi tức anh ách vì một cổ hai trọng. Phan vẫn lặng lẽ chở tôi đến bệnh viện khi có thời gian, hẹn tôi đi ăn tối vào những phút hiếm hoi tôi không quá mệt. Gần một tháng, Quân được xuất viện. Anh mời mẹ con tôi đi du lịch để cảm ơn. Tôi ái ngại không muốn đi, nhưng con trai một mực đòi mẹ đồng ý. Chiều con, tôi lại gật đầu. Tối hôm ấy, con tôi vui vẻ bên bố mẹ. Con ước ao. Giá như mẹ cho bố về nhà ở, con sẽ được chơi với bố mỗi ngày. Chúng tôi sững người vì câu nói của con. Anh nhìn tôi đầy cảm xúc. Tôi vội vàng bỏ về phòng ngủ sớm. Đêm, anh lấy lý do sang thăm con, gõ cửa phòng tôi. Thứ cảm xúc bùng lên trong mắt anh khiến tôi chới với. Chúng tôi trải qua một đêm bên nhau như thời còn yêu thương. Tôi quên hết mọi thứ. Phan, những ký ức đau buồn tương lai của tôi và Phan. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại quay lại với chồng cũ trong hoàn cảnh này. Khi anh thì thầm nói, anh yêu em, tôi choáng váng. Những tức giận, uất hận của tôi khi anh phản bội đâu rồi? Tôi tự xấu hổ với chính mình và đánh mặt anh ngay khi trở về. Tôi liên tục gặp Phan, hẹn hò với anh, chăm sóc anh để quên đi ký ức về cái đêm đáng xấu hổ ấy. Lòng tôi rối như tơ vò mỗi khi con trai hỏi thăm về bố. Còn tôi bắt đầu khó chịu khi Phan đến nhà. Đúng lúc tôi không biết giải quyết thế nào thì tôi phát hiện mình có bầu với chồng cũ. Trời ơi, tôi biết tình yêu của mình với anh không còn như xưa. Người tôi yêu bây giờ là Phan. Thứ cảm xúc bồng bột khi anh cố kéo tôi về, còn tôi yếu đuối tìm câu trả lời cho cuộc hôn nhân tan vỡ năm xưa.
Tôi nghĩ đó không phải là tình yêu. Giờ tôi biết phải làm sao. Một bên là những đứa con cần có bố, một bên là bến đỗ bình yên cho bản thân tôi. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên để bước ra khỏi những rắc rối này. Tôi không thể lừa Phan về đứa trẻ. Tôi biết chắc chắn nó là con của chồng cũ, nhưng tôi lại không đủ can đảm trở về bên quân. Ý kiến và phương án giải quyết của các bạn trong trường hợp này như thế nào? Hãy để lại bình luận bên dưới để cô gái trong câu chuyện này có thể giải quyết được sự việc êm xuôi nhất các bạn nhé. Câu chuyện thứ ba, khát khao làm mẹ. Nhanh, đẩy bình oxy lại giường số 4, bệnh nhân đang rất khó thở, chỉ số huyết áp đang giảm mạnh. Tiếng một chị điều dưỡng vang lên thất thanh. Trong cơn khó thở, tôi gắng hết sức để có thể hít vào một chút không khí, vì hiện tại bụng tôi đang căng chướng và phình to như những sản phụ sắp sinh. Khối lượng dịch trong bụng rất lớn đã chèn tới tim phổi, khiến cho tình trạng của tôi trở nên nguy kịch. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng máy móc được kéo đến gần lại phía giường tôi nằm. Làm ơn nhanh lên, xin nhanh lên, tôi rất sợ, đừng để tôi ra đi vào lúc này. Tôi còn không biết mình đã được làm mẹ hay chưa. Chồng tôi còn đang đợi tôi ở ngoài kia. Anh ấy đã bỏ hết công việc để chăm sóc tôi 10 ngày trong khoa hồi sức cấp cứu ở bệnh viện phụ sản trung ương này. Gia đình nội ngoại hai bên cùng bạn bè tôi, họ còn đang đợi tôi báo tin vui. Làm ơn hãy cứu sống tôi không thể chết vào lúc này được. Tôi là một cô gái tỉnh lẻ và có một cuộc sống khá may mắn, hạnh phúc. Mọi chuyện trong cuộc đời tôi diễn ra suôn sẻ, cũng như ít khi gặp phải những khó khăn trở ngại nào quá lớn. 21 tuổi, tôi gặp Thuận, yêu anh bằng một tình yêu sét đánh, và một năm sau, chúng tôi kết hôn. Chẳng có điều gì để tôi phải phàn nàn về cuộc hôn nhân mỹ mãn này. Mặc dù Thuận là con trai trưởng, bố mẹ đều sống ở Hà Nội, nhưng cưới nhau xong, chúng tôi được dọn ra ở riêng. Ngôi nhà gia đình tôi đang ở được vợ chồng tôi xây dưới sự giúp đỡ một phần của hai bên nội ngoại. Ai cũng bảo tôi có một cuộc sống sung sướng mà bao người con gái mơ ước. Tôi cũng nghĩ vậy, cho đến ngày chúng tôi chờ đợi mãi mà không thấy dấu hiệu nào của việc sẽ có thêm một thành viên mới xuất hiện. Hoang mang lo lắng, cả hai vợ chồng quyết định đi khám sau một năm rưỡi cố gắng mà không có kết quả. Bác sĩ kết luận chồng tôi hoàn toàn bình thường. Vấn đề nằm ở tôi. Tôi có hai buồng trứng đa nang, trứng lép, niêm mạc võng, nội tiết rất yếu nên khả năng đậu thai là vô cùng nhỏ. Mọi thứ trước mắt tôi đang từ màu hồng bỗng trở nên xám xịt. Chưa bao giờ tôi hoang mang và sợ hãi như lúc từ bệnh viện về nhà. Tôi là một người phụ nữ. Tôi có khao khát được làm mẹ. Nếu không có con, chẳng khác nào dòng sông khô cạn nước. Nếu không thể sinh con, tình yêu của tôi và Thuận không có ngày thu trái ngọt. Gia đình chồng tôi sẽ nói gì? Bạn bè tôi sẽ nói gì? Dư luận sẽ bàn tán thế nào về một người phụ nữ không thể mang thai đứa con của mình? Hàng trăm câu hỏi nhảy múa trong đầu. Tôi còn sợ Thuận sẽ không yêu thương tôi nữa. Sợ anh đã sốc khi nghe bác sĩ nói tôi vô sinh. Sợ anh cần một đứa con và sẽ bỏ tôi để đi tìm tình yêu mới. Tôi đã chìm đắm trong những nỗi bất an mà không ai hiểu được. Nước mắt không tự chủ được mà lăn dài ướt đẫm một bên gối. Thuận choàng tay qua ôm tôi rất chặt, giọng anh vừa vỗ về vừa an ủi. Em đừng có khóc, bác sĩ chỉ nói là khó chứ không phải là không thể. Bây giờ y học hiện đại, nhất định chúng ta sẽ có con. Nếu em cứ căng thẳng thì càng khó khăn hơn đấy. Phải bình tĩnh để đợi tìm ra hướng điều trị. Vậy nếu đã cố hết sức mà em không thể sinh con thì sao? Anh sẽ bỏ em chứ? Em đừng có nói bậy bạ. Nếu không sinh con được thì ở vậy, chúng ta bên nhau đến già. Tôi càng khóc to hơn khi Thuận dứt lời. Không phải vì tuổi thân hay quá xúc động, mà là tôi cảm thấy thương chồng. Thương và biết ơn khi anh yêu tôi như thế. Nếu không thể có con, em sẽ tự bỏ đi. Anh cần có một gia đình trọn vẹn. Anh không đồng ý. Em có đi đâu thì anh cũng tìm về được. Chưa gì đã bi quan.
đợi em đến tháng, chúng ta sẽ đến bác sĩ điều trị. Nếu ai hỏi, cứ bảo là tại anh. Anh cũng sẽ nhận hết về mình, đem đỡ áp lực, được không? Thuận xoay người tôi lại và dùng nụ hôn để xua tan đi những lo lắng phiền não trong lòng. Thật may, tôi còn tình yêu của anh. Chỉ cần anh vẫn yêu thương và cần tôi. Nỗi sợ hãi có lớn thế nào tôi cũng vượt qua. Phương pháp đầu tiên mà bác sĩ cho tôi dùng đó là uống thuốc kích trứng. Theo dõi trứng trưởng thành đến độ chín thì tiêm một mũi cho rụng trong vòng 36 giờ và vợ chồng sẽ gặp nhau trong thời gian đó để thụ thai. Tôi khóc, tiếng khóc nức nghẹn nơi cổ. Chúng ta đã thử 6 chu kỳ nhưng thất bại. Cái vòng tròn cảm xúc, hy vọng, lo lắng, chờ đợi, thất vọng, hy vọng cứ luẩn quẩn trong đầu em. Chỉ cần nghe bạn bè báo tin mang thai là trái tim em thất lại. Em ghen tị, em sợ hãi, em hận bản thân mình kém cỏi. Sẽ phải chờ đợi đến bao giờ em mới được làm mẹ đây anh? Còn rất nhiều phác đồ điều trị khác, đừng nói như vậy được không? Anh thì lo lắng gì? Tôi bất ngờ cáo gắt với Thuận. Anh có biết em đau khổ như thế nào không? Có biết cứ đến ngày đèn đỏ là em lại khóc nhiều đến thế nào không? Thuận không hề bực bội trước thái độ giận dỗi vô cớ của tôi. Lúc nào cũng vậy, anh luôn âm thầm chịu đựng những thay đổi tâm lý bất thường của tôi sau mỗi kỳ thất bại. Tôi tự nhắc mình không biết bao nhiêu lần là hãy cố vui vẻ lạc quan, nhưng sao thật khó. Phác đồ thứ hai, bác sĩ bắt đầu cho tôi tiêm thuốc kích trứng và làm thụ tinh nhân tạo, với chi phí cũng khá tốn kém. Nhưng Thuận hoàn toàn ủng hộ. Anh nói với tôi, dù có tốn bao nhiêu tiền đi chăng nữa, anh cũng cùng tôi cố gắng tìm con về. Những mũi tiêm dưới da quanh rốn làm tôi khó chịu và mệt mỏi, nhưng vẫn cố giữ tinh thần thoải mái để cùng Thuận trên hành trình gian nan này. Thuận đi cùng tôi đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương để lấy tinh trùng giao cho bác sĩ sàng lọc rồi tiến hành thụ tinh nhân tạo. Lần đầu tiên anh vào viện có một chút khó khăn, ngượng ngùng, khiến tôi cảm thấy xót xa và yêu Thuận nhiều hơn. Cố lên vợ yêu, lần này chắc sẽ được. Yên tâm đi, bác sĩ nói kết quả của anh rất tốt, mấy quả trứng của em cũng rất đẹp. Thuận vẫn cố an ủi trước khi tôi bước vào phòng thủ thuật để bác sĩ thực hiện thao tác thụ tinh nhân tạo. 14 ngày chờ đợi và lo lắng hy vọng, nhưng que thử chỉ hiện lên một vạch đỏ chói. Tôi bật khóc nức nở vì thất vọng, ngồi thụp xuống sàn nhà vệ sinh ẩm ướt mà khóc. Đang là mùa đông nên thời tiết rất lạnh và giá rét, vậy mà tôi ngồi đấy chẳng có cảm giác gì nữa. Bao nhiêu hy vọng đã tan biến. Tôi đã xác định trước xác suất thành công lần đầu là rất nhỏ, nhưng sao vẫn cảm thấy đau đớn như vậy. Thuận chạy ra bế vội tôi vào phòng, cuốn quýt bắt tôi thay quần áo. Anh cuốn chăn quanh người rồi ngồi ôm tôi, cố làm tôi hết run và dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cho tôi. Chúng tôi hoàn toàn im lặng. Thuận cũng rất buồn. Có lẽ vì vậy mà anh đã không biết an ủi tôi như thế nào, nên cả hai chỉ ngồi lặng lẽ ôm nhau như vậy. Ngoài cửa sổ, bầu trời ảm đạm, sương mù dày đặc và lác đác vài hạt mưa phùn kèm theo gió bấc. Cảnh vật xung quanh tôi cũng nhiều màu buồn bã. Người ta nói, nỗi sợ hãi của con người sẽ càng nhân lên gấp bội khi ta trốn tránh và không dám đối mặt với nó. Thêm 6 lần thụ tinh nhân tạo không thành công, tôi trở nên khép mình và thu cuộc sống vào một cái mai rùa, suốt ngày rụt cổ trốn tránh mọi người. Thuận có còn yêu và lo lắng cho tôi khi mà tôi hay cáo giận vô cớ không? Rất nhiều đêm, chúng tôi đã nằm xoay lưng về phía nhau và mệt mỏi tìm giấc ngủ. Bạn bè, người thân, hàng xóm liệu có cười tôi là phụ nữ không biết đẻ không? Tôi sẽ sống như thế nào nếu đến hết cuộc đời này mà không thể có thai và sinh con như bao người phụ nữ khác? Tôi có nên bỏ trốn đi đâu đó thật xa, trả tự do cho Thuận, hoặc đầu hàng số phận không chạy chữa gì nữa? Thà chưa một lần có còn hơn có rồi để mất. Tôi đã phải trải qua 2 lần như vậy với tâm trạng vô cùng đau khổ. Trong 6 lần thụ tinh nhân tạo,
tôi có 2 lần thử máu, kết quả đều dương tính với hàm lượng beta HCG, một loại hormone được sản xuất trong quá trình mang thai. Niềm vui đó đến với tôi và Thuận thật không gì sánh được. Lần đầu tiên cầm tờ giấy xét nghiệm với chỉ số HCG cao mà tôi như muốn nhảy lên, hét vang với thế giới rằng tôi sắp được làm mẹ, chồng tôi sắp được làm bố. Bao nhiêu là mong chờ đã đến ngày thành hiện thực. Nhưng rồi, chỉ một tuần sau, chỉ số HCG của tôi bắt đầu giảm và tôi ra máu vì nội tiết quá yếu, không thể giữ thai được lâu hơn. Bác sĩ nói với tôi việc sảy thai sớm như thế này có thể xem như một chu kỳ bình thường. Thuật không nói gì cả, anh ôm đầu khổ sở. Tôi ngồi chết lặng trong phòng khám, nước mắt chẳng đủ sức mà tuôn rơi. Lần thứ hai cũng có kết quả dương tính, nhưng tôi không dám hét lên sung sướng như trước kia. Tôi sợ điều kinh khủng kia lại lặp lại và tôi sẽ phải tiếp tục chịu nỗi đau xé lòng ấy. Và rồi, nỗi sợ hãi của tôi đã trở thành sự thật. Lại một lần nữa, bé con đã không ở lại. Đau đớn cùng quẫn, tôi đã mất một thời gian dài bị trầm cảm và thường xuyên xa lánh Thuận, dù anh luôn ở bên cạnh và chăm sóc tôi. Chúng ta sẽ ly hôn, em không muốn ở bên cạnh anh mà không thể sinh con cho anh. Anh cưới em không phải chỉ để sinh con, phải nói bao nhiêu lần nữa em mới hiểu. Nhưng bố mẹ cũng dục nhiều rồi, anh không thể vì em mà mất đi một cuộc sống trọn vẹn. Tôi nói và không khóc. Lâu rồi tôi không biết đến vị của nước mắt như thế nào nữa. Còn phương pháp thụ tinh ống nghiệm, chúng ta vẫn chưa đi đến bước cuối cùng. Anh nhất định không từ bỏ. Tin anh lần này được không? Nhất định lần này em sẽ được làm mẹ. Thuận vẫn ôn hòa và ấm áp như thế. Anh kéo tôi sát lại gần anh. Tay anh luồn vào tóc tôi, vuốt nhẹ lên đôi mắt và bờ môi của tôi, rồi ôm ghì lấy tôi hôn mạnh mẽ. Thuận yêu tôi, anh biết cách để tôi có thể cảm thấy an toàn và làm vơi đi những nỗi sợ hãi đang gào thét trong đầu. Tôi cảm thấy người nhẹ bẫng và từ từ mở mắt tỉnh dậy. Tôi đang ở đâu? Tôi đã chết chưa? Đây là đâu? Đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng ở khoa hồi sức cấp cứu, tôi vẫn nằm. Hóa ra tôi còn sống, thật vui vì tôi còn sống. Em tỉnh rồi à? Em làm cả nhà lo lắng cho em lắm đấy. Tiếng của Thuận truyền đến tai tôi. Tôi xoay người lại nhìn anh và hỏi. Anh Thuận, em không sao nữa rồi, đúng không? Bác sĩ đã nói gì? Em được hút dịch ra rồi, bụng nhỏ đi kia kìa. Sẽ không ảnh hưởng đến hô hấp nữa. Lần nào hút dịch xong em cũng đói. Muốn ăn gì anh gọi cho mẹ mang vào. Thuận nói xong, tôi mới bắt đầu cảm thấy cơn đói truyền từ cái bụng rỗng của mình đến. Chúng tôi đã vào Sài Gòn làm thụ tinh ống nghiệm và sau khi chuyển phôi được 5 ngày thì tôi xuất hiện triệu chứng quá kích buồng trứng, một triệu chứng phụ sau chuyển phôi gây nên. Nếu nặng có thể ảnh hưởng đến tính mạng và tôi nằm trong số nguy hiểm đó. Em muốn ăn hủ tiếu trộn ở đường Trần Hưng Đạo, anh bảo mẹ mua mang vào cho em nhé. Tôi nhỏ giọng nói. Thuận ngồi bên cạnh giường nắm nhẹ bàn tay tôi. Anh vuốt tóc tôi và bảo. Ừ, anh gọi cho mẹ ngay đây. Thuận rút điện và bấm số nói chuyện với mẹ. Xong xuôi anh lại nhìn tôi tiếp tục nói. Ngày mai bác sĩ cho em thử máu sau 14 ngày chuyển phôi. Em yên tâm, chắc chắn em có thai rồi. Hôm qua que thử cũng lên 2 vạch. Hơn nữa hiện tượng quá kích buồng trứng của em không giảm, khả năng có thai là rất lớn. Em sợ cơ thể em lại giống như 2 lần trước. Chúng ta đã đi một chặng đường dài để tìm con. Em sợ lại làm anh và gia đình thất vọng. Tôi bắt đầu thấy nghẹn ở cổ họng. Như một con chim sợ cành cong, 2 lần trước với tôi vẫn để lại 2 vết thương chưa lành miệng. Nếu thì một lần nữa, tôi sẽ cảm thấy thế nào đây? Đôi khi tôi thấy mình yếu đuối và hèn nhát. Trên diễn đàn hiếm muộn tôi tham gia còn có bao nhiêu người giống tôi. Các bạn của tôi
có người còn phải chiến đấu suốt 7 năm trời, có người mất con đến 5 lần, có người làm thụ tinh ống nghiệm đến 8 lần không được. Họ vẫn mỉm cười, giấu ngược nước mắt vào trong để tiếp tục hành trình. Còn tôi, mới theo đuổi hành trình này được 3 năm, thất bại vài lần, đã muốn buông xuôi, chán nản. Phải chăng tôi không có bản lĩnh? Tôi quá yếu đuối, không thể vượt qua được những nỗi sợ hãi trong lòng. Hà Nội chuyển mình sang mùa hè, những cơn mưa phùn kết thúc, thay vào đó là ánh mặt trời tỏa sáng một góc sân rộng trong bệnh viện. Từ chỗ tôi ngồi, tôi có thể nhìn thấy ánh nắng đang xuyên qua những tán lá cây xanh mướt, có thể nhìn thấy nhiều bà bầu đang loanh quanh trong sân đợi đến lượt mình khám bệnh. Tôi không nhìn rõ được biểu hiện trên gương mặt họ, nhưng tôi dám chắc họ đang rất hạnh phúc vì đã có được thiên chức làm mẹ. Bất giác, tôi đưa tay sờ vào bụng mình. Tôi nằm viện đã được gần 2 tháng và thai kỳ của tôi cũng sắp bước vào tuần thứ 12. Sau khi chữa khỏi quá kích, tôi được chuyển từ khoa hồi sức cấp cứu về khoa sản bà và được các bác sĩ hộ lý chăm sóc, theo dõi cẩn thận suốt quá trình mang thai 3 tháng đầu. Tôi nhớ như in hôm bác sĩ thông báo cho tôi kết quả thử máu dương tính. Thuận và tôi là một lần nữa cười trong nước mắt, hạnh phúc và lo lắng đan xen. Khi được 7 tuần, tôi được chuyển xuống để siêu âm kiểm tra thai nhi đã vào tử cung hay chưa. Mặc dù chỉ số SCG tăng rất đều, nhưng tôi vẫn không tránh khỏi lo sợ. Tiếng bác sĩ siêu âm vang lên xóa tan đi nỗi sợ đang vây quanh tôi. Chúc mừng em, thai đôi nhé. Em có 2 thai nằm trong 2 túi ối, mang thai đôi khắc trứng, chỉ số đều đẹp, yên tâm. Dạ, thai đôi ạ. Ngỡ ngàng ngạc nhiên rồi chuyển sang hưng phấn tột độ, tôi tròn mắt mà hỏi lại. Em làm thụ tinh ống nghiệm phải không? Chính xác là thai đôi khắc trứng. Bác sĩ cười và gật đầu khẳng định với tôi. Tôi lơ lửng như người đang trôi bồng bềnh giữa những đám mây, bước ra khỏi phòng siêu âm mà không hay biết Thuận đứng bên ngoài nhìn tôi vội hỏi. Sao thế? Có chuyện gì mà em ngơ ngẩn ra như vậy? Tôi giật mình xoay mặt đối diện với Thuận, hai mắt đỏ hoe và run run cất giọng. Anh Thuận, chúng ta sắp có 2 đứa con, là song thai đó anh. Thật hả? Em nói thật chứ? Ôi vợ yêu, anh nói rồi mà, nhất định lần này con sẽ ở lại với mình an toàn. Thuận vui vẻ ra mặt, anh vội vàng lấy điện thoại gọi thông báo cho bố mẹ chồng tôi. Còn tôi thì ngồi xuống ghế đợi ở hành lang và bấm máy cho mẹ đẻ. Thật ra khi bác sĩ thông báo tôi mang song thai, người đầu tiên tôi nghĩ đến là mẹ mình. Mẹ đã vất vả mang thai và sinh ra tôi, chăm sóc tôi nên người, chờ đợi tôi có chồng và có tin vui. Bây giờ mẹ sẽ hết lo lắng mẹ nhé. Mẹ, con có thai rồi, là thai đôi mẹ ơi. Giọng tôi nghẹn ngào, nước mắt vội vàng chảy xuống. Bên tai tôi cũng truyền đến giọng nói xúc động của mẹ. Con gái, tin này vui quá, nhất định con phải lạc quan, phải yên tâm nằm viện giữ gìn. Suốt hơn tháng qua, Thuận nó đã ở bên con không rời nửa bước. Bố mẹ bảo sẽ ra Hà Nội thay nó chăm sóc con, nhưng nó không đồng ý. Một mực muốn ở bên con những lúc con nguy hiểm đến tính mạng. Nó yêu con như vậy, nhất định con phải giữ vững tinh thần. Mẹ tin ông trời không phụ lòng người tốt. Dạ, con biết rồi. Tôi ngập ngừng đôi chút, rồi cuối cùng cũng thốt lên được câu nói mà bao lâu nay tôi không nói ra lời. Con cảm ơn mẹ đã sinh ra con yêu mẹ nhiều lắm. Bình yên qua mốc 12 tuần, tôi được ra viện và về nhà. Thuận bắt đầu lại công việc của công ty sau 2 tháng ở bên mẹ con tôi chiến đấu trong bệnh viện. Anh gầy đi nhiều, trên đầu đã xuất hiện tóc bạc dù chỉ mới 30 tuổi. Thuận mở công ty riêng nên việc sắp xếp công việc cũng không gặp nhiều khó khăn. Sau đợt vào Sài Gòn và nằm ở Viện Phụ Sản Trung ương, vợ chồng tôi đã dùng hết một số tiền khá lớn. Tôi không thể tiếp tục đi làm nên phải ở nhà,
chủ yếu chỉ được nằm trên giường và hạn chế đi lại. Thuận thuê người chăm sóc tôi, còn anh đã lao vào công việc, cố gắng tích cóp đợi ngày hai em bé chào đời. Mặc dù rất vui mừng và hạnh phúc, nhưng sâu thẳm cõi lòng vẫn có những nỗi sợ hãi len lỏi trong tim tôi. Tôi sợ cơ thể tôi quá yếu ớt để đợi đến ngày hai con chào đời đủ tháng. Sợ mỗi khi đi siêu âm, bác sĩ nói có gì đó bất thường. Sợ có chuyện gì bất trắc lại xảy ra trong quá trình mang thai. Rảnh rỗi là tôi lại dở lịch đếm ngày, đếm tháng, đếm cho đến bao giờ tới ngày dự sinh của hai con. Và rồi nỗi sợ hãi của tôi tiếp tục được nhân lên gấp bội khi ở thai kỳ tuần thứ 32. Tôi bắt đầu có nhiều cơn gò, dọa sảy thai nên buộc phải nằm viện để theo dõi. Ngày nào tôi cũng phải truyền thuốc gần như cả ngày để giữ thai. Chiếc kim luồn được cố định trên tay tôi để có thể tiêm truyền dễ dàng. Cứ hai ngày lại thay một chiếc kim luồn mới tránh nhiễm trùng. Thuận tiếp tục khăn gói vào viện túc trực cùng vợ. Tôi muốn anh về nhà lo công việc vì hiện tại đã có giúp việc chăm lo cho tôi, nhưng anh không chịu. Ở trong viện mới biết, có rất nhiều trường hợp thai sinh non mà không giữ được đứa bé khiến tâm trạng tôi rơi vào hoảng loạn. Hai con tôi đã sắp được 8 tháng rồi. Chúng tôi đã ở bên nhau vượt qua bao nhiêu nguy hiểm, chỉ đợi đến ngày được gặp mặt, được ôm con vào lòng. Mà sao lại khó như vậy? Hết 34 tuần, tôi bị cạn ói và được chỉ định mổ cấp cứu. Thuận đưa tôi xuống phòng mổ, anh đặt tay lên bụng tôi và nói nhỏ: "Ba mẹ con cố gắng lên nhé, chỉ cần có bố ở bên, không có gì phải sợ cả. Bố sẽ luôn đứng ở ngoài đợi ba mẹ con bình an đi ra." Tôi xúc động sau câu nói của Thuận. Tôi còn bất an và lo sợ điều gì nữa chứ? Chỉ cần Thuận vẫn bên tôi, yêu thương và chăm sóc cho mẹ con tôi, thì có nỗi sợ nào len lỏi được vào đây? Thuận cúi người hôn nhẹ lên bụng tôi. Tôi giả vờ phụng phịu: "Anh thiên vị, chỉ hôn con mà không hôn vợ à? Ở đây là cửa phòng mổ, đợi em sinh con xong về nhà, anh sẽ hôn mẹ của chúng nó." Bác sĩ phẫy tá thấy vợ chồng tôi vẫn đang còn quyến luyến thì nhìn sang vui vẻ giục: "Thôi, tạm biệt nhau vài tiếng để vào một người ra ba người nào." Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời. Ấp trong đáy lòng có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần. Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần. Tiếng con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ. "Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con nhất đời." Ngắm con ngoan nằm trong nôi, mắt xoe tròn, ôi bé cưng. Nhìn cha con, cha đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khóe môi. "Con hãy nhìn kìa, cha đang khóc vì con." Lời hát của Hiền Thục vang lên nhẹ nhẹ trong căn phòng ngủ ấm áp của vợ chồng chúng tôi. Thuận ngồi bên cạnh chiếc nôi đôi, say sưa ngắm hai thiên thần nhỏ đang ngủ, mà không hay biết tôi dõi mắt nhìn ba bố con chăm chú. Ánh mắt tràn đầy tình yêu thương và tự hào. Rồi anh ngẩng lên bắt gặp ánh mắt của tôi. Dù không nói lời nào, nhưng chúng tôi đều hiểu lúc này mình đang cảm thấy hạnh phúc như thế nào. Hai bé nhà tôi là một trai một gái. Vợ chồng tôi gọi tên ở nhà của con trai là Lucky, con gái là Happy. Hai cái tên này rất có ý nghĩa trong suốt quá trình tìm kiếm và đưa hai con đến với chúng tôi. Ông trời rất công bằng. Tôi đã hai lần không được hưởng niềm vui trọn vẹn, nhưng ông đã thương tình gửi đến tôi hai đứa con xinh xắn, đáng yêu cùng một lúc. Vì sinh non nên hai bé chào đời chưa được 2 cân. Nhưng thật may mắn vì các con tôi chỉ phải nằm lòng kính 2 ngày là được về bên mẹ. Khi tôi còn đau đớn do vết mổ gây nên, đi đứng cũng phải cúi gập người, thì nghe tiếng y tá gọi tên ra nhận con. Chẳng hiểu lúc ấy có một sức mạnh nào đó mà tôi nhảy phắt từ giường bệnh xuống sàn, đứng thẳng người
và hăm hở đi theo cô y tá đến khoa sơ sinh. Thuận vội vàng đi cùng tôi trong tâm trạng hân hoan khó tả. Nhớ lại lúc trong phòng mổ, sau khi được gây tê vài phút, tôi bắt đầu cảm thấy lùng bùng ở phía bụng. Rất nhanh chóng, hai con được bác sĩ đưa ra ngoài và cất tiếng khóc chào đời. Còn khóc, tôi cũng khóc, giọt nước mắt vỡ òa trong hạnh phúc. Một cô y tá nhìn thấy liền cố tình trêu chọc. Ba mẹ con nhà chị định khóc ngập lụt cả bệnh viện này chắc. Mọi người cùng bật cười. Thì ra là cảm giác vui sướng này. Thì ra đây là sự kết nối thiêng liêng của tình mẫu tử. Trong lúc hai con được bế đi vệ sinh cơ thể và cắt rốn, tôi nghĩ đến mẹ và thương mẹ vô cùng. Người ta nói, có sinh con mới hiểu lòng cha mẹ, quả thật là rất đúng. Tuy được nhìn mặt hai con trước khi chúng được đưa vào khoa sơ sinh nằm lồng kính, nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi nên tôi không thể nào nhớ rõ mặt. Bây giờ được bế con trên tay, lòng tôi trào dâng niềm hãnh diện và thỏa mãn sau bao ngày đã vất vả lo lắng. Suốt mấy đêm tôi ít ngủ, chỉ thích ngồi ngắm hai thiên thần nhỏ đang say giấc. Thuận cũng không muốn ngủ riêng, anh vẫn nằm cùng phòng với mẹ con tôi. Đêm đến, cũng cùng tôi và chị giúp việc thay nhau chăm sóc hai đứa nhỏ. Thuận chăm con còn cẩn thận hơn tôi. Đó là điều khiến tôi cảm phục và yêu thương anh ngày càng nhiều và sâu sắc hơn nữa. Hồ Gươm một chiều thu. Nắng vàng đậu nhẹ trên những cành liễu rủ bóng, in một màu xanh ngắt xuống mặt hồ. Sóng lăn tăn gợn nhẹ theo làn gió dịu dàng đang mơn man trêu đùa những chiếc lá vàng xoay tròn trong không trung rồi dừng lại dưới chân tôi. Tôi cúi xuống và nhặt cho mình một chiếc lá, đưa mắt nhìn về phía Thuận. Lucky và Happy đang cười đùa với nhau ở bồn hoa gần đấy. Hai con tôi đã tròn 2 tuổi. Cuộc sống của chúng tôi viên mãn và hạnh phúc. Tiếng cười giòn tan lanh lảnh của Lucky và Happy hòa vào tiếng cười trầm trầm của Thuận, khiến cho một vài người đi dạo quanh hồ chú ý. Có vài bác đi tập thể dục dừng lại tò mò hỏi. Hai bé sinh đôi à cháu? Thuận rất tự hào trả lời. Dạ sinh đôi bác ạ. Hai con, chào các ông các bà đi. Hai đứa bé lễ phép khoanh tay chào ông bà theo lời bố. Các bác cười ồ lên vui vẻ. Giỏi thật, sinh đôi một trai một gái. Sướng nhất rồi đấy, thế này không cần sinh 2 lần. Thế mẹ hai cháu đâu? Một bác lên tiếng hỏi. Lucky và Happy nhanh nhẩu chỉ tay về phía tôi ngồi cách đó không xa lắm. Tôi mỉm cười và gật đầu chào mấy người đang nhìn mình theo hướng chỉ tay của hai con. Đó là một trong vô số những buổi chiều bình yên và hạnh phúc của gia đình chúng tôi. Tôi chợt nghĩ ai trong đời ít nhất cũng từng có một nỗi sợ hãi. Với tôi, nỗi sợ đó cũng đã từng xuất hiện. Tôi sợ mình không có khả năng làm mẹ. Tôi sợ mình mãi mãi không thể mang con đến với thế giới tràn ngập sắc màu và tình yêu thương này. Tôi sợ vì không sinh được con sẽ mất đi tình yêu với Thuận. Đã có lúc tôi muốn bỏ trốn, muốn ngủ một giấc thật dài và không bao giờ tỉnh dậy. Đã có lúc tôi để cho nỗi sợ hãi ám ảnh và biến mình thành một con rùa rụt cổ. Sợ hãi bước ra ánh sáng, sợ hãi khi nhìn thấy những người mang bầu, sợ khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc, ghen tị với niềm vui làm mẹ của người khác, trốn chạy và dễ dàng muốn buông tay. Nhưng rồi tôi nhận ra, dù tôi có trốn đi đâu thì cũng không thể trốn tránh được bản thân mình, tâm tư của mình. Gia đình, bạn bè đã luôn ở bên cạnh tôi động viên chia sẻ. Quan trọng hơn cả là tôi có một người chồng hết mực yêu thương, chia sẻ và sẵn sàng ở bên tôi vượt qua những nỗi sợ hãi đó. Chỉ khi tôi can đảm đối mặt, chỉ khi tôi dùng hết sức lực và khả năng của mình để chiến đấu với nó, chắc chắn tôi sẽ giành chiến thắng. Khẽ đặt chiếc lá vào giữa cuốn sách Hiểu về trái tim, tôi nhẹ nhàng gấp lại cho vào túi sách. Hoàng hôn đang buông xuống, những ánh đèn đường đã được bật sáng. Dưới lòng đường, dòng xe tấp nập vội vàng lướt qua nhau. Tôi đứng dậy và bước về phía chồng con. Bóng 4 người đang nắm tay nhau đi,
trải dài trên vỉa hè Hồ Gươm trong tiết trời cuối thu se lạnh. Một vài tiếng cười lạnh lót vang lên hòa vào tiếng gió rì rào trên những vòm cây.